Lâu anh em đã cùng quay trở lại với channel của Mình Laptop. Thì thật sự là hôm trước tôi vừa làm, nói chung là nói qua lại về một cái Ultra Book gọi là quốc dân ở thời điểm năm 2021. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ nói lại về con này đi, bởi vì hôm nay chúng ta sẽ cùng test hiệu năng. Thật sự thì con này nhiều người mua nó không bởi vì là nó đẹp quá này, màn hình cũng được, nhưng mà cái chính của nó ấy là cái phần hiệu năng của nó rất là ổn. Nó sẽ có chip Ryzen 5 5500U và là có chip quốc dân rồi. Cùng với đó, tuy là một mẫu Ultrabook thôi nhưng chúng ta sẽ có các màn hình rời MX450, và khi đi cùng với cả con đạc rời này thì hiệu năng của nó để mà chơi game hoặc là anh em làm đồ họa thì nó hơn hẳn so với những chiếc cặp onboard. Còn bây giờ thì để kiểm chứng với sức mạnh của nó, chúng ta sẽ cùng test hiệu năng nhé. Thì đương nhiên cái thủ tục quan trọng nhất là chúng ta cũng sẽ phải nói qua về cái chiếc máy này đã, bởi vì là ngoài tích hiệu năng ra thì anh em phải hiểu thêm về nó đúng không? Thì anh em nào chưa biết tôi xin giới thiệu lại, thì chiếc máy này của chúng ta sẽ có một ngoại hình thiết kế cực kỳ sang trọng, với cái việc được thiết kế nguyên từ kim loại toàn bộ lớp vỏ, đạt chuẩn tiêu chuẩn quân sự nên là cực kỳ an tâm nhá. Thứ hai là gì? Màn hình con này sẽ đạt 100% sRGB với màn hình kích thước 14 inch độ phân giải Full HD. Còn thêm một số các công nghệ khác thì em này có cả mở khóa Face ID và có cả thêm nữa, đó chính là gì ạ? Chức năng AI noise cancelling để hạn chế những cái tiếng ồn xung quanh. Còn chi tiết chính thì mình thích ở cái điểm trên con này là khi mà anh em chơi game ấy, đặc biệt là về phần hiệu năng, chúng ta kẻ render hay là chơi game thì cái phần loa cũng rất là quan trọng. Và loa của con này được tinh chỉnh bởi Harman Kardon là nghe nó khác bọt hẳn so với những chiếc loa mà không có tinh chỉnh khác. Nên là thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng test đi, chứ còn chỉ đã nói nhiều làm gì. Những thông số chi tiết về cấu hình của em này thì mình đặt phía bên dưới này nhá, để anh có thể tham khảo qua. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả phần test đầu tiên. Trước tiên hết thì chúng ta sẽ đi qua những con số của CPU N23, vì những con số nó không biết nói dối nhưng mà để ước chừng thôi nhá. Thì cái số điểm đa nhân và đơn nhân anh em thấy rằng là nó cũng khá là cao so với cái Ultrabook, cái tầm mức giá của nó rồi. Và so với cái tầm giá thì con này nó quá là ngon đi còn gì nữa. Tuy là nó không thể mạnh mẽ như những con chip mới ra của nhà Intel hay là AMD của những series mới, nhưng với cái hiệu năng này tôi đảm bảo em làm văn phòng hoặc làm đồ họa cơ bản thì em nó vẫn làm rất là tốt. Ok, giờ chúng ta sẽ qua các tác vụ liên quan đến Photoshop, đồ họa AD. Thì thật sự con này làm nó rất là mượt. Bởi vì sao? Nó có chiếc Ryzen 5500U này, cùng với nó là con cảm giác MX450 thật sự làm rất là tốt. Tuy hơi tiếc là chỉ có 80GB lại là hàng chết, thì nó sẽ làm rất là ổn định một thời gian, mình nghĩ khoảng 1-2 năm tới. Nhưng còn nếu mà lâu dài thì có thể là Photoshop hoặc là những ứng dụng đồ họa khác nó nâng cấp hơn thì sẽ hơi khó cho em nó. Nhưng bây giờ thì với 80GB mà chúng ta vẫn làm rất là mượt, cộng thêm cái cấu hình như thế nữa thì còn gì để chê đâu. Đây, mình làm Photoshop hoặc là anh em mình nghĩ làm AI cũng được, hoặc đối với cả Premiere thì anh em phải làm những cái project ở tầm khoảng 2D nó vẫn rất là ok. Đấy, em nhìn này, với một cái màn hình là 100% sRGB này ấy, thật sự là cái chất lượng hiển thị nó tốt hơn rất là nhiều so với mình hãng máy Dell chẳng hạn, chỉ có 65% thôi, nên làm đồ họa cảm giác nó rất là chán. Đây, xịn, nhìn này, rất là nét nhé. Đấy, kéo thả đi nào, đấy, hoành tráng cho anh em. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với cả những ứng dụng kiểu cơ bản như PowerPoint sao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng edit thử nhá. Giả sử thì mình kéo thả cái sticker này rất là mượt. Nói chung thì hiệu năng thế mà anh em bảo là làm mấy cái PowerPoint, mấy cái Excel, Word hay Office mà nó giật lag á, nghe nó rất là phi lý. Giả sử như là đây là Nguyễn Đức laptop này. Đấy. Nói chung là anh em mình nghĩ là nếu mà anh em chỉ mua cái này về làm văn phòng thì cũng hơi phí, chúng ta có thể làm đồ họa đấy. Còn làm văn phòng mà tính cái thời gian thì mình ước lượng này có thể làm khoảng 4-5 năm là chuyện nó quá bình thường đi. Bởi vì sao? Nó có cặc rồi mà. Nên mấy cái này nó hoàn thiện rất là tốt. Với cả khả năng tôi có kéo thả lung tung cái này nó vẫn rất là tuyệt vời. Và đôi khi những chiếc máy cũ anh em mà chúng ta mua, hoặc là cả những cái chiếc máy mới mà kiểu chip nó yếu ấy, đôi khi chúng ta làm PowerPoint nó bị giật lag rất là khó chịu. Nhưng mà với một cái chiếc máy như này, chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng như bình thường thôi. Kéo thả này, xóa này, đấy, tuyệt vời luôn. Còn nếu mà anh em chúng ta có con này có một cái hay nữa là vừa khi mà anh em chúng ta mua sản phẩm tại Nguyễn Đức laptop thì có sẵn phần của Windows 11 cho anh em để chúng ta có thể sử dụng rồi cả Office nữa. Đấy là rất là tiện lợi để chúng ta có thể làm việc văn phòng cơ bản nhé. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu của FIFA 4. Thật sự mình chơi được một lúc rồi nhưng mà cái FPS đó vẫn rất là ổn định, ở mức 60 mà chạy đều luôn. Anh em thấy rằng thì tôi đá nó không hề có một cái sự giật nát nào cả ấy. Và kể cả khi chúng ta truyền, chúng ta băng bật các kiểu thì vẫn rất là thoải mái. Đây là mình tự tin nói rằng là con này nếu mà để chúng ta chỉ chơi kiểu những tự game eSports như kiểu là Liên Minh Huyền Thoại này, FIFA Online 4 hoặc là CSGO hay là Valorant ấy, thì nó làm cũng rất là tốt. Kể cả đối với những tự game như kiểu Genshin Impact, những tự game khá là nhiều người chơi như vậy thì nó cũng làm rất là tuyệt vời. Nói chung thì mua con này ngoài để các em chơi những tự game này ra làm việc nữa thì nó cũng rất là thoải mái thôi.
Ok, tôi đã đi qua nhanh về phần là tất cả những cái ứng dụng mà anh em thường sử dụng, những kiểu chơi game này, Office này, hoặc cả chúng ta làm đồ họa đi, thì con này nó vẫn phục vụ rất là tốt cho anh em. Hơi tiếc một xíu là cũng là cái nhược điểm con này là nó chỉ có 8GB hàng chết mà thôi. Nếu mà 5GB thì thực sự con này nó quá là ngon đi. Nhưng mà thôi đánh đổi mà. Nó có một con chip vừa đủ này, có card trời trên một chiếc Ultrabook này, còn gì để trễ đâu đúng không? Nói chung thì với một chiếc máy này thì mình nghĩ rằng nó có thể phù hợp với rất nhiều đối tượng khác nhau, nhưng mà chủ yếu là mình sẽ phù hợp với những cái bạn chúng ta học những chuyên ngành cần đồ họa nhiều, như kiểu là marketing này, thương mại điện tử này, truyền thông đa phương tiện, thì con này vẫn có thể đáp ứng những cái nhu cầu cơ bản các bạn được. Và nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì mình đã link phần mô tả để anh em có thể tham khảo qua nhé, vì nó quá là ngon mà. Còn clip của chúng ta đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo.